tiempo chung chung xoay trong câu hát lấp lánh lời lẽ sáng ngời chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về cả cuộc đời tươi vui về đây Nam cờ đón mừng đoàn quân tiến về phải ngày xa hồi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu những bông hoa ngày mai đón tương lai vào tay nhưng xuân đời mỉm cười vui hát lên khi đoàn quân tiến về là đêm tan giờ như mùa xuân sớm cánh được nghe gió về Hà Nội bừng tiếng quân ca đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng cờ ngày nào tung bay trên phố chung chung say trong câu hát lấp lánh lời lẽ sáng ngời chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về cả cuộc đời tươi vui về đây Nam cờ đón mừng đoàn quân tiến về Hà Nội xưa yêu dấu những bông hoa ngày mai đón tương lai vào tay nhưng xuân đời mỉm cười vui hát lên khi đoàn quân tiến về là đêm tan giờ như mùa xuân sớm cánh được nghe gió về Hà Nội bừng tiếng quân ca trời không trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt xốn sang mẹ thầm gọi các con anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ nghe niềm vui ấm cả tâm cái đêm rút qua gầm cầu anh đã hẹn ngày mai chỉ...
trở lại sông sông hồng vô bờ hát mãi đó niềm tin là khúc khải hoàn ca nói trời không trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhìn trống rung 36 phố phường một sớm thu trong đất thắm sao vàng năm cửa ô nhịp năm cánh rồng đoàn quân về nhấp nhô như sóng những ngôi nhà dường muốn cao thêm tháng mười ấy là khúc ca say khúc ca mở những chiến công đời cái đêm rút qua gầm cầu anh đã hẹn ngày mai trở lại sông sông hồng vô bờ hát mãi đó niềm tin là khúc khải hoàn ca không thể nói trời không trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhìn trống rung 36 phố phường một sớm thu trong đất thắm sao vàng năm cửa ô nhịp năm cánh rồng đoàn quân về nhấp nhô như sóng những ngôi nhà dường muốn cao thêm tháng mười ấy là khúc ca say khúc ca mở những chiến công đầy ôi Thăng Long Đông Đô Hà Nội nghìn năm còn mãi một trái tim này. Tháng riêng hoa đào bừng nở,
đón xuân khoe sắc hồng tươi, tháng hai hoa ban ngập tràn, tiếng biết những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây, tháng tư loa kèn mỏng manh góc phố con đường quen. Ngõ hoa tháng năm trắng rực phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy trở về tuổi thơ. Tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy trong tiếng biếc thạch thào, rực rỡ cuối năm cài vàng bên sông. Tôi yêu quê sắc phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hồ sâu tháng bảy trở về tuổi thơ. Hoa xuân tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tìm biệt thạch thào, rực rỡ cuối đông cài vàng. Sắc hoa ngát hương bốn mùa là những nhớ nhung ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ.
Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng cười lên, và gió quét tán cây hòa trong tiếng trái thơ đồ vui cười, và nắng trên lá rêu ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe giang phố hòa một niềm tin gieo K-E-O-S-O, từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao mây mây trắng một vòng tay nói trong Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời xòe tay đón nắng mai cười trong mắt, bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Gió quét tán cây hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe giang phố hòa một niềm tin gieo K-E-O-S-O, từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao mây mây trắng một vòng trong Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời xòe tay đón nắng mai cười trong mắt, bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe giang phố hòa một niềm tin gieo K-E-O-S-O, từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao mây mây trắng một vòng tay nói trong Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời xòe tay đón nắng mai cười trong mắt, bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Xin được trân trọng kính chào quý vị đại biểu tham dự hội nghị cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính thưa quý vị đại biểu, thực hiện tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý kiến của Cố vấn Phạm Văn Đồng khi về thăm Hà Nội năm 1992 về việc phát động phong trào thi đua Người tốt, việc tốt, hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, thành phố Hà Nội đều tổ chức biểu dương gương người tốt việc tốt tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và công tác. Hòa trong niềm tự hào xúc động với những hồi tưởng về khí thế hào hùng của đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng thủ đô cách đây vừa tròn 62 năm. Hôm nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
long trọng tổ chức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt và biểu dương công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Trước tiên cho phép chúng tôi xin được giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý vị khách quý tham dự chương trình hôm nay. Đại biểu Trung ương xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Dự hội nghị còn có đại biểu là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đại biểu đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban ngành, đoàn thể của Trung ương. Về phía thành phố Hà Nội, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Thảo, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị và 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố, đại diện các báo đài Trung ương và Hà Nội tới tham dự và đưa tin. Và đặc biệt chúng ta vui mừng được chào đón 9 công dân thủ đô ưu tú cùng với 961 người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2016. Và đó chính là những tấm gương sáng, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt đông đủ của quý vị đại biểu trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố lên phát biểu kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng thủ đô, biểu dương người tốt việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đến dự buổi lễ hôm nay còn có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy. Xin đại diện Trung ương. Kính thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Kính thưa đồng chí Trần Thị Hà, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các bộ, ban, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay, trong không khí tự hào kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng thủ đô, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, long trọng tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, tiêu biểu, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Trước tiên, cho phép tôi xin thay mặt cho lãnh đạo thành phố, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các bộ, ban, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội, các quý vị đại biểu khách quý và nhân dân thủ đô lời chào tốt đẹp nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, 62 năm đã trôi qua, đối với mỗi người Hà Nội và người dân cả nước, sự kiện ngày 10 tháng 10 năm 1954 mãi mãi là một mốc son chói lọi mở ra trang sử mới của thủ đô và đất nước. Sau thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân Hà Nội cùng nhân dân cả nước đã anh dũng đứng lên chiến đấu bảo vệ thủ đô, bảo vệ đất nước. Sau 9 năm kháng chiến trường kỳ, chúng ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, vang dội Nam Châu, chấn động địa cầu. Thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, chấp nhận phải rút khỏi miền Bắc Việt Nam. Đúng 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 1954, những tên lính thực dân cuối cùng đã rút qua cầu Long Biên. Quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố,
Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân chia làm nhiều gánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Hơn 20 vạn nhân dân thủ đô náo nức trong rừng cờ hoa với niềm vui sướng tột độ đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về, cờ đỏ sao vàng tung bay, cả Hà Nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng. Ngay sau ngày giải phóng thủ đô, phát huy khí thế cách mạng và truyền thống yêu nước nồng nàn, quân dân Hà Nội đã đoàn kết một lòng, bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng với nhân dân miền Nam kiên trì chiến đấu, chiến thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau 62 năm, kể từ một thành phố bé nhỏ, lạc hậu về mọi mặt, có diện tích khoảng 130 km2 với gần 40 vạn dân, ngày nay Hà Nội đã trở thành một đô thị lớn, một thành phố vì hòa bình và ngày khang trang hiện đại với diện tích 3.344 km2, dân số trên 7,5 triệu người. Dù vẫn còn những điều chưa hài lòng, song mỗi người dân Hà Nội nói riêng, người dân cả nước nói chung và bạn bè quốc tế đều cảm nhận thủ đô đang thay da đổi thịt. Từng ngày, bóng dáng của thủ đô đang lớn lên, đang đẹp lên, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thành quả 62 năm bảo vệ, xây dựng, phát triển thủ đô gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ chân thành có hiệu quả của các bộ, ban ngành, đoàn thể của Trung ương, của các địa phương và đồng bào chiến sĩ cả nước, cùng với tinh thần đoàn kết quan cường, sự lao động cần cù, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, đảng viên, của đồng bào chiến sĩ thủ đô và các phong trào hành động cách mạng của quần chúng đã tạo thành sức mạnh nội sinh, quyết định mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ thủ đô. Mỗi giai đoạn của đất nước, phong trào thi đua yêu nước ở thủ đô có những mục tiêu, nội dung, hình thức khác nhau. Song tất cả các phong trào thi đua đó là sự tự giác của đông đảo quần chúng, lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Trong các phong trào thi đua yêu nước ở thủ đô, nổi bật và đặc sắc nhất là phong trào người tốt, việc tốt. Đây chính là hình ảnh sinh động về tình cảm, trách nhiệm, khí phách và tài hoa của người Hà Nội. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ và ý kiến chỉ đạo của Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng năm 1992, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã chính thức phát động phong trào thi đua người tốt, việc tốt và ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch quan trọng để chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào, coi đây là phong trào trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đổi mới. Nhận thức rõ vai trò, tác dụng của phong trào người tốt, việc tốt, các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nội dung ngày càng thiết thực hơn, gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội. Chính vì vậy, phong trào đã tạo được sự lan tỏa, thu hút ngày càng đông đảo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, từ lâu Hà Nội đã trở thành biểu tượng của các giá trị văn hóa của dân tộc, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Sức hấp dẫn của Hà Nội là ở chiều sâu văn hóa, là diện mạo tinh thần, là lối sống nhân văn và tinh thần tương trợ lẫn nhau của người dân Tràng An. Bằng tài năng, ý chí của mình, người Hà Nội đã vươn lên làm đẹp cho bản thân, cho gia đình và cho toàn xã hội. Hà Nội hôm nay không chỉ là được người dân cả nước nhắc về một thủ đô văn minh, về những con người hào hoa, lịch thiệp của mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, mà Hà Nội của chúng ta còn được biết đến với nhiều thành tựu lớn trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn học, kiến trúc, âm nhạc, sân khấu, báo chí. Và chúng ta càng tự hào hơn khi có những công dân ưu tú của thủ đô đã góp phần tạo dựng những hình ảnh đẹp của Hà Nội trong lòng người dân cả nước và du khách quốc tế. Bao thế hệ người Hà Nội đều tự hào với truyền thống ngàn năm văn hiến được lưu truyền, tiếp nối theo dòng chảy lịch sử. Niềm tự hào đó hôm nay ngày càng được nhân lên, đắp bồi bởi tinh thần ham học hỏi, bởi sự chịu khó, sự nhân văn trong nếp sống, nếp nghĩ. Con số trên 23.000 người tốt, việc tốt tiêu biểu được thành phố biểu dương khen thưởng, có hơn 300.000 người tốt, việc tốt được các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố khen thưởng. Qua 24 năm thực hiện phong trào người tốt, việc tốt đã xây đắp một thủ đô nhân văn, hun đúc những tấm lòng cao cả và vun đắp cho các thế hệ trẻ khí phách của một thủ đô anh hùng. Để cổ vũ phong trào người tốt, việc tốt, từ năm 2010 đến nay, vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, thành phố đã tổ chức xét chọn và vinh danh công dân thủ đô ưu tú có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho thủ đô và đất nước. Tôi tin chắc rằng những tấm gương, những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống,
những chân dung sống động của những con người đổi mới, dám nghĩ, dám làm, cống hiến tài năng, trí lực cho thủ đô và cả nước thật đáng trân trọng và tự hào. Năm 2016, với phương châm đổi mới hiệu quả bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, phong trào thi đua người tốt việc tốt được triển khai sâu rộng hơn thông qua các phong trào thi đua và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt. Thành phố đã ghi nhận và biểu dương phong trào thi đua người tốt việc tốt của các ngành, các cấp, các địa phương đã sáng kiến, sáng tạo, xây dựng các phong trào thi đua đặc thù, những mô hình hay, cách làm mới, mang lại hiệu quả, thiết thực, điển hình như ngành công thương phát động phong trào hiệp hội kinh tế quốc tế và phát triển thương mại văn minh gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngành y tế triển khai phong trào đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các cấp hội phụ nữ tổ chức các phong trào vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng. Hội nông dân các cấp duy trì phát triển phong trào vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn. Thành đoàn với phong trào khởi nghiệp, lực lượng vũ trang thủ đô với chuyên đề mỗi ngày mỗi cán bộ chiến sĩ thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì sự bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ các phong trào thi đua của các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đã xuất hiện những tấm gương người tốt việc tốt, và chính những gương người tốt việc tốt đó đã trở thành nòng cốt, thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Có thể kể đến đại diện một số tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong phong trào người tốt việc tốt của thành phố: cựu chiến binh Nguyễn Hữu Lộc, người đi đầu trong việc đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, với quan niệm lùi đất nhà mình vào một chút để làm đường thì chính mình và hàng xóm láng giềng mình được đi trên con đường sạch hơn, đẹp hơn. Ông đã vận động gia đình đồng thuận hiến hơn 100 mét vuông đất để làm đường giao thông liên thôn. Ông là tấm gương tiêu biểu để mọi người nghe làm theo, góp phần vào thành công của phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới tại huyện Mê Linh. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Nguyễn Siêu, tâm huyết với nghề giáo dục đào tạo, ông đã không ngừng lao động học tập và nghiên cứu, có nhiều sáng kiến và biện pháp xây dựng trường Nguyễn Siêu trở thành trường chất lượng cao và đạt chuẩn quốc gia. Là trường đầu tiên ngoài công lập đạt danh hiệu này, trường Nguyễn Siêu luôn đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của thành phố, trở thành điểm sáng của giáo dục thủ đô. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, là giám đốc đầu tiên của làng trẻ em SOS trên địa bàn thành phố. Khi nghỉ hưu, mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, chồng bị tàn phế, nhưng bà vẫn tiếp tục đem hết sức mình tận tụy tham gia công tác xã hội. 17 năm liền làm bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố số 2, hiện bà là phó chủ tịch hội khuyến học phường Dịch Vọng Hậu. Bà là tấm gương sáng đầy nhiệt huyết để cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng học tập noi theo. Chị Đỗ Thúy Hà, chủ tịch hội người mù quận Đống Đa, mặc dù người khiếm thị nhưng luôn nỗ lực học tập. Chị là người duy nhất trúng tuyển và là một trong 7 đại diện của 7 nước châu Á Thái Bình Dương nhận học bổng Duskin du học tại Nhật Bản. Ngoài ra, chị cũng đã tích cực tham gia công tác xã hội, dạy chữ nổi và dạy tiếng Nhật cho người khuyết tật, giúp họ tự kiếm sống, tự tin sống có ích cho xã hội và hòa nhập cộng đồng. Là tấm gương cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng, phường Phương Mai, quận Khương Mai, quận Thanh Xuân, sau 22 năm phục vụ trong quân ngũ, ông trở về địa phương. Ông đã tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên 15 năm, 7 năm liền với phong trào là tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách của phường Khương Mai, nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, 2 lần phải điều trị phơi nhiễm HIV, nhưng ông luôn chú trọng, sáng tạo, dũng cảm thực hiện nhiệm vụ, tham gia triệt phá trên 315 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ gần 300 đối tượng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội của thủ đô. Ông đã trở thành khắc tinh của tội phạm và cũng là niềm tự hào của bà con nhân dân phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Và còn rất nhiều những tấm gương tiêu biểu, những người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống, lao động, công tác, học tập và chiến đấu của hàng chục vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô mà chúng ta không thể kể hết hôm nay. Thực sự là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa phong trào người tốt, việc tốt, thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng thủ đô. Nhân dịp này, nhìn lại chặng đường phát triển của thủ đô với những thành tích và sự đóng góp đáng ghi nhận, thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi xin hoan nghênh và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thủ đô. Đặc biệt xin biểu dương và chúc mừng 9 công dân thủ đô ưu tú và 961 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của thủ đô hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu,
để tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sự động viên, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thủ đô tiếp tục vươn lên vượt khó, qua những khó khăn, thách thức, khắc phục những thiếu sót tồn tại, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và các phong trào thi đua người tốt, việc tốt năm 2017. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố và Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, tôi chính thức phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2016 và phong trào thi đua người tốt, việc tốt năm 2017 với những nội dung chủ yếu sau. Một là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2016 và cả năm 2017, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong chương trình hành động số 17 ngày 20 tháng 1 năm 2016 của thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai thực hiện chỉ thị số 18 ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và triển khai có hiệu quả các nội dung cam kết trong chương trình Hà Nội 2016 Hợp tác, Đầu tư và Phát triển. Hai là gắn phong trào thi đua người tốt việc tốt cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, kịp thời phát hiện và khen thưởng và nhân rộng các gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội để mọi người cùng học tập thông qua phong trào người tốt việc tốt để bồi dưỡng đào tạo, rèn luyện cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời khắc phục những tồn tại, triển khai thực hiện tốt phong trào người tốt việc tốt. Ba là thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, mà trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp, khiếu kiện đông người gây mất ổn định trật tự xã hội, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2016, kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Tôi hy vọng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào người tốt, việc tốt, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và những năm tiếp theo. Cho một Hà Nội của hôm nay và của ngày mai, bền vững với những giá trị lịch sử văn hóa ngàn năm, chúng ta, mỗi người dân Hà Nội cần tiếp tục bồi đắp chí lực, đổi mới trong suy nghĩ, trong nếp sống, trong từng lời nói và hành động. Và sau hôm nay, tôi tin tưởng rằng sẽ có thêm những gương người tốt việc tốt tiêu biểu và Hà Nội sẽ có thêm những công dân ưu tú được vinh danh như hôm nay. Hơn 7,5 triệu công dân thủ đô nói chung và hàng vạn người tốt việc tốt và những công dân thủ đô ưu tú được thành phố tôn vinh trong những năm qua sẽ đồng lòng, quyết chí, tiếp tục phát huy, đóng góp tích cực hơn nữa cho địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội, các quý vị đại biểu khách quý và các tầng lớp nhân dân thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho phong trào thi đua yêu nước của chúng ta ngày càng phát triển và đạt nhiều kết quả. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa quý vị đại biểu, với ý nghĩa là địa phương khởi xướng phong trào người tốt việc tốt của cả nước, hơn 20 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, phong trào người tốt việc tốt
luôn là nguồn động lực to lớn, xuyên suốt và khích lệ mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ thủ đô hăng hái thi đua, mang tài năng và sức lực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô. Nhằm khắc họa rõ nét và góp phần minh chứng một cách sinh động sức lan tỏa của phong trào, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng theo dõi phóng sự về phong trào thi đua người tốt việc tốt của thủ đô năm 2016. Ngày này tròn 62 năm về trước, năm cửa ô dang rộng vòng tay chào đón đoàn quân giải phóng từ chiến khu Việt Bắc tiến về giải phóng thủ đô. Hà Nội bừng lên trong sắc cờ hoa, trong niềm rạt rào hân hoan của bao người khi thành phố thân yêu sạch bóng quân thù. Cổ kính, thanh lịch, giàu bản sắc văn hóa và chứa đựng bề dày lịch sử ngàn năm. Bất cứ thời điểm nào trong dòng chảy lịch sử, thủ đô Hà Nội cũng là biểu tượng của truyền thống anh hùng, là kết tinh cho tinh hoa trí tuệ cùng khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Hơn 60 năm sau ngày giải phóng và tròn 3 thập niên kể từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Hà Nội hôm nay được định hình là một siêu đô thị với diện tích trên 3.344 km², dân số xấp xỉ 9 triệu người, bình quân thu nhập trên 3.360 đô la Mỹ một người một năm. Định hướng phát triển của Hà Nội trong thế kỷ 21 đã được phác thảo rõ nét bởi Luật Thủ đô, bởi Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 11, Quy hoạch chung phát triển thủ đô cùng nhiều văn bản pháp lý khác. Cận cảnh hơn, trong giai đoạn 5 năm từ 2015 đến 2020, mục tiêu cơ bản đã được xác định trong Nghị quyết 16 Đảng bộ thành phố có thể khái quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chính vì vậy, Đảng bộ và nhân dân thủ đô đã bước vào năm 2016, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố với một tâm thế rất khác. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố vừa được kiện toàn sau đại hội và sau cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, trẻ trung, đầy nhiệt huyết, ấm áp kế hoạch và dự định mới. Năm nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố nhanh chóng được Thành ủy Hà Nội triển khai thành 8 chương trình công tác. Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được đổi mới quyết liệt với phương châm năm rõ: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Một việc, một đầu mối xuyên suốt. Ủng hộ quyết tâm đổi mới của lãnh đạo thành phố từ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô, phấn chấn, lan tỏa một khí thế thi đua mới, thực chất và hiệu quả hơn, bám sát mục tiêu xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trở thành thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Đầu tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên thành phố tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn nhất từ trước tới nay, mang tên Hà Nội 2016 Hợp tác, Đầu tư và Phát triển. Trước 500 đại biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và các tổ chức quốc tế, lãnh đạo thành phố giới thiệu tiềm năng, lợi thế to lớn của mình và cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn hàng loạt thủ tục. 52 dự án với con số vốn đầu tư kỷ lục hơn 300.000 tỷ đồng được ký kết ngay tại hội nghị đã chứng tỏ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt tin tưởng, đồng tình với những định hướng của Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phải quyết tâm xóa bỏ các rào cản làm trì trệ Hà Nội, mấu chốt là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Hà Nội là cần đi tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước. Muốn như vậy, chính quyền thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng đổi mới, sẵn sàng chấp nhận cái mới, có nhiều sáng kiến khuyến khích, hỗ trợ để mô hình doanh nghiệp, khởi nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo mới nhanh chóng phát triển ở Hà Nội, thay vì phải thành lập ở nước ngoài
để thoát khỏi gánh nặng thủ tục hành chính của chúng ta. Là một trong ba khâu đột phá của cả nhiệm kỳ khóa 16, đồng thời được xác định trong chương trình công tác số 07 của Thành ủy, nên cải cách hành chính trở thành nhiệm vụ quan trọng được triển khai ở tất cả cấp ủy đảng, chính quyền, từ thành phố đến cơ sở. Mục tiêu cao nhất là chuyển từ nền hành chính xin cho sang nền hành chính phục vụ. Một mặt, Đảng bộ chính quyền thành phố triển khai thực hiện quyết liệt nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Mặt khác, tất cả các cơ quan hành chính đều phải nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ. Động thái có phần quyết liệt này lại mang đến luồng sinh khí mới, tạo sự tin tưởng, phấn chấn và khí thế thi đua giữa các quận huyện, sở ngành với nhau và giữa đội ngũ cán bộ các phòng ban trong cùng một đơn vị, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền. Hôm nay tôi đến đây để lấy kết quả làm thủ tục cấp sổ đỏ. Và theo đúng quy trình thì là lịch hẹn của tôi là 15 ngày. Tôi đến đây để lấy, các anh chị rất là nhiệt tình, đúng hẹn ạ. Đồng thời, trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông tiến tới chính quyền điện tử, nhiều mô hình sáng tạo đã xuất hiện. Chẳng hạn như cụm dân cư điện tử tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân đang áp dụng hiệu quả, khiến quan niệm thủ tục hành chính chỉ thực hiện trong giờ hành chính phải thay đổi. Tôi tổ chức cái mô hình khu dân cư điện tử là nhịp cầu nối giữa chính quyền điện tử và công dân điện tử. Thì bây giờ chúng tôi đang hướng tới thêm một mô hình nữa. Đấy chính là từ nhịp cầu nối đấy chúng tôi sẽ hướng tới xây dựng một đội ngũ tình nguyện viên. Và đội ngũ tình nguyện viên này cũng chính là những công dân điện tử đầu tiên của phường Hạ Đình. Các bác từ các tổ dân phố có thể đến thực hiện thủ tục hành chính cho gia đình mình, cho những người hàng xóm của mình. Đó còn là ví dụ về việc số hóa dữ liệu, giảm thời gian giải quyết nhiều loại thủ tục hành chính cho dân từ 20 ngày xuống còn 5 ngày ở quận Long Biên. Là kế hoạch xây dựng chính quyền công sở thân thiện và trách nhiệm, nụ cười công sở ở quận Nam Từ Liêm, hay việc đẩy mạnh liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp phép ở nhiều sở. 3 tháng sau hội nghị xúc tiến đầu tư, thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Hà Nội đã rà soát cắt giảm các thủ tục rườm rà, ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu để cắt giảm thời gian thành lập mới doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Đơn giản hóa 76 thủ tục hành chính thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế của doanh nghiệp còn 117 giờ một năm, vượt chỉ tiêu 121,5 giờ một năm. Từ giữa tháng 8, 12 quận nội thành đồng loạt triển khai dịch vụ hành chính công cấp độ 3 trong lĩnh vực tư pháp, tiến tới triển khai trong cả 30 quận huyện thị xã cùng nhiều công việc khác. Kết quả là môi trường đầu tư kinh doanh của thủ đô ngày càng minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện, trở thành địa điểm đầu tư đặc biệt hấp dẫn. Đó còn là bệ phóng an toàn cho các nhà đầu tư trẻ khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngay cả với những tập đoàn thành danh lâu năm trên thương trường, những quyết sách của Hà Nội cũng mở ra cho họ những hướng kinh doanh mới mẻ đầy triển vọng. Mới đây, tập đoàn Tân Á Đại Thành vừa khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy ống nhựa Straumann áp dụng công nghệ tiên tiến của Cộng hòa Liên bang Đức và nguyên vật liệu thân thiện môi trường, vốn đầu tư 70 triệu đô la Mỹ, công suất 70.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Đây là chiến lược đầu tư mới táo bạo, đón đầu kế hoạch phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch, phấn đấu đến năm 2020, 100% người dân thủ đô được dùng nước sạch mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã cam kết trước Hội đồng Nhân dân thành phố. Mặt khác, doanh nghiệp này không giấu nổi niềm vui trước những chuyển động tích cực về môi trường đầu tư của thành phố. Thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội cũng đã có rất nhiều các cái chủ trương như là cung cấp các cái thông tin giúp tháo gỡ các cái khó khăn cho doanh nghiệp. Và tôi tin chắc là với những việc mà Hà Nội đã làm thì chắc chắn trong thời gian tới các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục và có niềm tin để tiếp tục theo đuổi cái định hướng phát triển bền vững. Chính sự đổi mới về tư duy điều hành mang tới chính sách cởi mở, thông thoáng, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng hợp tác đầu tư. Cùng với các phong trào thi đua, thành phố Hà Nội đã và đang trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước. Hà Nội hiện đứng đầu về huy động vốn đầu tư xã hội trên địa bàn trong 10 năm từ 2005 đến 2015, đạt trên 2.040.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ 2011 đến 2015, gấp gần 2 lần giai đoạn 4 năm trước đó. Tính đến hết tháng 5 năm 2016,
thành phố đã thu hút gần 3.650 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 28 tỷ đô la Mỹ. Cộng đồng, hơn 180.000 doanh nghiệp đóng góp 60% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Không chỉ trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ, môi trường đầu tư thông thoáng khiến cho nhiều cơ hội hợp tác phát triển trong lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, y tế, giáo dục, cải thiện môi trường được kết nối và hiện thực hóa với tốc độ nhanh chóng hơn hẳn giai đoạn trước đây. Trong quá trình hội nhập, nhiều chuyên gia đã sáng tạo, vừa học hỏi tiếp cận công nghệ hiện đại của thế giới, vừa mang đôi tay, khối óc tài hoa của người Việt Nam vận dụng vào công việc, để từ đó đạt được những thành tựu rực rỡ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội là một tấm gương tiêu biểu. Với tư cách là một người con của thủ đô, một người làm trong lĩnh vực về khoa công nghệ thì tôi mong muốn rằng cái lĩnh vực khoa công nghệ liên quan đến y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tim mạch sẽ cố gắng mà dẫn đầu ở cả nước. Ở khu vực ngoại thành, phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng nhiều năm liền, tạo nên luồng sức mạnh nội sinh to lớn, đánh thức tiềm năng những đồng đất màu mỡ của thủ đô. 97% diện tích phù hợp đã hoàn thành xong dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện để ứng dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều vùng trồng trọt chăn nuôi chuyên canh hình thành, mang lại giá trị kinh tế cao lên tới trên dưới 1 tỷ đồng một hecta một năm. Thu nhập bình quân của người nông dân đạt 33 triệu đồng một năm. Kinh tế phát triển cũng khiến các công trình điện, đường, trường, trạm khang trang đổi mới. Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015, với 201 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và dự kiến trong năm 2016, sẽ có thêm 35 xã hoàn thành, đạt cả 19 tiêu chí. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã đánh thức sự sáng tạo, năng động, nhạy bén của đông đảo nông dân. Trong số đó, rất nhiều người đã vươn lên làm giàu chính đáng. Từ cái định hướng lớn của Đảng và Nhà nước mà định hướng về phát triển trong ngành nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thì chúng tôi có những cái suy nghĩ để làm việc gì đó trong cái sản xuất nông nghiệp, mà đặc biệt là trong ngành chăn nuôi, để mình xây dựng được một cái trại như ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng đã phải tìm hiểu, học hỏi, vì là mình là cũng không phải là người xuất phát từ chăn nuôi, cho nên phải tìm hiểu, học hỏi rất nhiều. Kinh tế phát triển, thành phố thay da đổi thịt, mang tầm vóc và diện mạo ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn. Nhưng làm thế nào để cuộc sống người dân vừa sung túc, vừa giữ được sự bình yên, giảm thiểu những hệ lụy tiêu cực, mặt trái của quá trình phát triển, luôn là điều mà những người đứng đầu đảng bộ, chính quyền thành phố trăn trở, tìm cách giải quyết. Trong 3 năm liên tiếp thực hiện trật tự, văn minh đô thị, riêng năm 2016 này đã chứng kiến sự thay đổi toàn diện, cả về phương thức quản lý, nguồn nhân lực, vật lực và công nghệ bài bản nhất nhằm làm cho Hà Nội thực sự xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại. Từ cơ giới hóa thu gom rác thải, xử lý nước thải, kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh, việc tìm kiếm các nguồn cung cấp nước sạch cho nhân dân, cải tạo mạng lưới thoát nước và các hồ điều hòa, đến những công việc khác như chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, khởi công xây dựng 25 công viên mới, hiện đại hóa vận tải hành khách công cộng, tiến tới xây dựng thành phố thông minh, đều được thực hiện với tinh thần khẩn trương, bài bản, có lộ trình cụ thể. Vai trò của chính quyền phục vụ, chính quyền vì dân thể hiện rất rõ qua những hành động này. Từ đó, các đoàn thể chính trị, mỗi người dân thủ đô đều đồng lòng hưởng ứng và ra sức thi đua cùng thành phố thực hiện qua những công việc cụ thể. Đội ngũ công nhân lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp và thành phố hàng trăm tỷ đồng. Các cấp hội phụ nữ tổ chức phong trào vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch. Đoàn thanh niên triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ và nhiều hoạt động thiết thực khác. Hay phong trào vì an ninh tổ quốc trong lực lượng công an thành phố luôn nhận được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi, đối tượng vi phạm pháp luật, giữ gìn sự bình yên cho thủ đô, góp phần tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của đất nước trên địa bàn.
đầu năm 2016, Hà Nội là thành phố đầu tiên trong cả nước phát động thi đua chuyên đề về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020, được đông đảo người dân hoan nghênh hưởng ứng. Phong trào đã và đang được nhân rộng nhằm thay đổi hành vi của người sử dụng thực phẩm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức của người sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm. Nói đến thủ đô Hà Nội là nói đến một vùng đất hội tụ tinh hoa của cả dân tộc. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Chẳng thế mà văn hóa luôn là một trong những chương trình công tác xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ Hà Nội, mà trong giai đoạn 2010-2015, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh còn là một trong ba khâu đột phá của thành phố. Kế thừa truyền thống văn hiến nghìn năm, thành phố đã hoàn thiện triển khai sâu rộng bộ quy tắc ứng xử người Hà Nội thanh lịch văn minh, trong đó đề cao các hành vi tôn trọng pháp luật, ứng xử văn minh nơi công cộng, nếp sống tương thân, tương ái và nhân văn. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước với Hà Nội, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thủ đô Hà Nội cũng dành sự quan tâm, chia sẻ sâu nặng nghĩa tình với các tỉnh thành phố trong cả nước, với cán bộ chiến sĩ và người dân hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, thi đua là yêu nước, muốn yêu nước phải thi đua. Những lời dạy giản dị mà sâu sắc của người trong cuộc sống hiện đại hôm nay, chúng ta thấy vẫn còn nguyên giá trị. Chẳng hạn khi thành phố trọng dân, lấy người dân làm trung tâm, làm đối tượng phục vụ, thì mỗi cá nhân cũng có thể vì cái chung mà hy sinh quyền lợi của riêng mình. Câu chuyện bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ở phố cổ, việc thành phố và quận Hoàn Kiếm khai trương thí điểm khu vực đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận là một ví dụ điển hình của sự cộng đồng trách nhiệm giữa thành phố và nhân dân. Dù việc hạn chế các phương tiện đi vào phố đi bộ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, nhưng nhiều gia đình vui vẻ, đồng thuận vì mục tiêu chung mang tới cho người dân thủ đô và khách du lịch trong và ngoài nước một không gian thư giãn cuối tuần thanh lịch, đậm đà nét văn hóa riêng biệt của Hà Nội. Và chính vẻ đẹp riêng có ấy, chính sự đoàn kết đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã, đang và sẽ mãi mãi là nền tảng tạo nên sức mạnh cho thành phố. Thủ đô Hà Nội là một cái địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời, có rất nhiều các cái di sản văn hóa và coi đó là một cái tài nguyên lớn cả vật thể và phi vật thể. Chúng ta có những cái di sản được công nhận ở cấp thế giới như là di sản Hoàng Thành Thăng Long. Chúng ta có những di sản phi vật thể như là truyền thống, phong cách sống, lối sống người Hà Nội, vân vân. Thì cái đó là chúng ta có trong tay rất là nhiều những cái tiềm năng để có thể xây dựng và phát triển thủ đô trở thành một cái đô thị vừa hiện đại, tiên tiến nhưng đồng thời gương mẫu đi đầu trên tất cả các cái phương diện. Và những gì mà thành phố đang và sẽ làm ấy thì tạo ra một cái niềm hy vọng cho nhân dân thủ đô. 62 năm sau ngày giải phóng, thủ đô Hà Nội đang đứng trước những vận hội phát triển to lớn. Từ nền móng là các nghị quyết quan trọng của Trung ương và thành phố với 8 chương trình công tác toàn khóa được toàn đảng bộ triển khai nhanh chóng trong thực tiễn. Vai trò kiến tạo của một chính quyền phục vụ, đề cao lợi ích của nhân dân cùng với các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Từ những phong trào thi đua đó đã góp phần tạo nên những kết quả đáng tự hào và minh chứng rõ nhất là tình hình kinh tế xã hội của thủ đô 9 tháng đầu năm 2016. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,73%, dự kiến cả năm đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm gần đây. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Số vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2015. Với những kết quả đáng khích lệ này, cùng sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thủ đô, chắc chắn mục tiêu xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, đưa Hà Nội trở thành một đô thị hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của khu vực sẽ sớm trở thành hiện thực.
Kính thưa quý vị đại biểu, qua các phong trào thi đua, phong trào người tốt việc tốt của thủ đô đã xuất hiện nhiều tấm gương đang từng ngày từng giờ cống hiến sức lực và trí tuệ trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Phó Chủ tịch Hội khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, một tấm gương cán bộ cơ sở tận tụy, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu. Tôi là Tạ Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay tại hội nghị biểu dương người tốt việc tốt và vinh danh công dân thủ đô ưu tú thành phố Hà Nội năm 2016, tôi xin chia sẻ về những việc nhỏ bé mà mình đã làm được trong công tác vận động cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân chung tay xây dựng thủ đô Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp và nối vòng tay nhân ái giúp trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường và xây dựng nếp sống văn hóa của người Hà Nội. 35 năm làm bí thư chi bộ, trong đó 17 năm liên tục làm bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng dân phố từ 1988 đến 2015, hơn 20 năm làm công tác khuyến học, tôi đã suy nghĩ dù ở cương vị nào cũng phải luôn gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi, gương mẫu từ việc nhỏ đến việc lớn. Đơn cử trong công tác vận động quần chúng, hàng ngày thấy rác ở cửa ngõ, trên đường phố, tôi luôn tranh thủ quét dọn sạch sẽ với suy nghĩ chỉ một việc nhỏ, nếu mình không xử lý tốt, sẽ nảy sinh mâu thuẫn trong công tác và dần dần việc làm của tôi đã tác động đến bà con xung quanh. Giờ thì khác hẳn, ai thấy trên đường có rác bẩn đều tự giác quét hết sạch sẽ. Bà con nhân dân trong tổ dân phố ngày càng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Việc giúp trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tôi đã làm từ nhiều năm nay với suy nghĩ phải trả nghĩa cho đời. Bởi lẽ năm 2 tuổi rưỡi tôi mồ côi mẹ, 11 tuổi mồ côi cha. Tôi lớn lên nhờ họ hàng chở che, cùng với sự tự vận động của bản thân tôi đã phấn đấu học tập không ngừng, trở thành cán bộ lãnh đạo, phó ban nghiên cứu cải cách giáo dục mầm non Viện Khoa học Giáo dục Bộ Giáo dục. Năm 1987, tổ chức SCF quốc tế và Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập dự án xây dựng làng trẻ em SCF trên địa bàn thành phố. Như một cơ duyên, tôi được phân công về làm giám đốc đầu tiên của làng trẻ SCF thành phố và công tác ở đó cho đến năm 1997, nghỉ hưu. Tôi luôn quan tâm và thấu hiểu hoàn cảnh của các cháu mồ côi. Chính vì vậy, hàng ngày tôi sống rất tiết kiệm để dành tiền làm từ thiện, phụ cấp lương tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, chế độ hội họp từ cấp phường, quận, thành phố và từ một phần lương hưu của tôi gom lại để mua sách vở, giấy bút, xe đạp tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó. Trị giá hơn 20 triệu đồng năm. Và tôi nguyện sẽ làm việc này cho đến khi sang thế giới bên kia. Hiện tại tôi đang nhận đỡ đầu 14 cháu mồ côi và nhận giúp 2 cháu có bố đang làm nhiệm vụ ở hải đảo xa xôi của Tổ quốc. Ngoài ra, tôi cũng đã đăng ký hiến tặng giác mạc khi tôi qua đời cho trẻ em nghèo vượt khó bị mù lòa. Với cương vị Phó Chủ tịch Hội khuyến học phường, tôi đã tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo phường quan tâm hơn và thường xuyên động viên hỗ trợ đến các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá giỏi, trẻ em đạt giải các cấp trên địa bàn phường, tổ chức ngày hội khuyến học để tuyên dương khen thưởng và từ đó
nhân rộng đến các thiếu niên nhi đồng trên địa bàn phường. Để có tài chính cho hoạt động của hội, tôi đã cùng các đồng chí trong hội khuyến học vận động các gia đình, các tổ chức, các cơ quan đơn vị ủng hộ quỹ khuyến học để làm nguồn kinh phí tổ chức khen thưởng. Nguồn kinh phí xã hội hóa này hàng năm đều đạt trên hơn 100 triệu. Về gia đình riêng của tôi, hiện có 6 thành viên là gia đình tứ đại đồng đường, sống trong cùng một mái nhà, song hàng năm đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Tôi hy vọng rằng những việc mà gần trọn cuộc đời tôi đã làm được sẽ góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ trẻ em bất hạnh như tôi được đi học, được đổi đời và được những gì như ngày nay tôi đã có. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, dù ở cương vị bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố hay phó chủ tịch hội khuyến học phường, tôi đã thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng nếp sống văn hóa của người Hà Nội. Tôi luôn gần gũi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, chắt lọc thông tin để xử lý nhanh kịp thời, nhân lên những việc làm nhân ái, giảm đi những bất hạnh. Ví dụ có trường hợp vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, tôi giúp đỡ người vợ bị chồng bạo hành bằng cách cho chị em tá túc tại nhà mình. Tôi lựa lời khuyên giải, cảm hóa, thuyết phục vợ chồng họ cùng chèo lái tới bến bờ hạnh phúc. Với các cháu mồ côi ở làng SOS khi xây dựng gia đình lại đến mời tôi đến dự, mặc dù tôi nghỉ hưu đã xa các cháu 17 năm, nhưng tình mẹ con bà cháu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tình yêu thương của tôi đối với các cháu nhỏ mồ côi làng SOS và các cháu nhỏ khác ở thủ đô cũng như ở các tỉnh thành khác, tôi đã tác động đến tình cảm yêu thương con người với con người. Sự lạnh lùng nhà ai biết nhà ấy ở khu phố tôi xưa kia nay đã khác hẳn. Mọi người chan hòa, cởi mở, tin yêu nhau hơn. Hàng năm về quê có gì cũng cho nhau, đi du lịch xa về cũng hồ hởi chuyện trò. Tệ nạn nghiện hút, đánh bạc, cãi chửi nhau đã giảm hẳn. Thay vào đó là nếp sống văn hóa thanh lịch của Hà Nội rất đáng tự hào. Tôi cảm nhận hạnh phúc của những người làm công tác xã hội ở địa phương không phải cao xa gì. Chỉ cần đảng giao, dân tin và ủng hộ, chúng tôi cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa của người Hà Nội. Như thế là chúng tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Trước khi dừng lời, cho phép tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe. Chúng xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu và chia sẻ vô cùng xúc động của bà Tạ Thị Ngọc Thanh, và thay mặt cho ban tổ chức xin được kính chúc bà sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, mãi mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây, chắc hẳn rất nhiều người trong số chúng ta cũng đã được nghe kể về một tấm gương đầy tinh thần trách nhiệm của anh Trần Hoàng Tùng, tổ trưởng tổ chắn đường ngang Ngọc Hồi, đội chắn đường ngang Ga Giáp Bát, công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, người đã kịp thời ngăn chặn và cứu đoàn tàu chở gần 200 hành khách tránh được tai nạn thảm khốc diễn ra vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời anh Trần Hoàng Tùng sẽ lên sân khấu và có đôi lời phát biểu chia sẻ. Xin trân trọng kính mời anh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội. Kính thưa toàn thể hội nghị. Tôi tên là Trần Hoàng Tùng. Hiện nay tôi là bí thư chi đoàn, tổ trưởng tổ gác chắn đường ngang Ngọc Hồi, đội chắn đường ngang Giáp Bát, công ty cổ phần đường sắt Hà Hải. Được ban tổ chức mời dự hội nghị biểu dương người tốt việc tốt thành phố Hà Nội và được tham luận ngày hôm nay, đây là một niềm vinh dự, một nguồn động viên lớn với bản thân tôi. Lời đầu tiên, cho phép tôi được kính chúc các vị đại biểu, khách quý, các cô bác, anh chị đại diện cho những tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu của thành phố sức khỏe và hạnh phúc.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tôi được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Gia đình tôi có hai bác ruột là liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Bà nội mới được nhà nước truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hai vợ chồng tôi hiện đều là nhân viên thuộc đội gác chắn đường ngang Giáp Bát. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, không ngại việc khó khăn vất vả. Với 32 tuổi đời, 11 năm công tác trong nghề, gần 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, 5 năm giữ chức vụ bí thư chi đoàn đội chắn đường ngang Giáp Bát, tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một công dân, một đảng viên, được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quý mến, tin tưởng. Để phát huy truyền thống gia đình, tôi luôn phấn đấu sống thật tốt, thật trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc giải cứu một tai nạn đường sắt vừa qua là một việc làm mà tôi nghĩ người nào có trách nhiệm cũng có thể làm được. Đó là vào buổi tối ngày 21 tháng 9 năm 2016, lúc 19 giờ, không phải ca trực, tôi đang đi có việc trên quốc lộ 1, thì thấy có một xe container nằm vắt ngang đường sắt Bắc Nam, đoạn qua đường xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Chiếc xe container do chở quá nặng, nên khi di chuyển qua đường sắt, bánh trước bị treo, nên xe đã mắc kẹt chắn ngang đường sắt. Đây là đường ngang chỉ có cảnh báo tự động tại km 10 cộng 800. Trên tuyến đường sắt Bắc Nam không có người gác. Tôi thấy tài xế container đang loay hoay tìm cách giải thoát khỏi sự cố mắc kẹt này. Anh ấy không biết rằng 20 phút sau sẽ có một chuyến tàu qua. Đó là chuyến tàu SS6 từ thành phố Hồ Chí Minh về ga Hà Nội. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tôi biết được vào khung giờ trên sắp có chuyến tàu chạy qua. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Nhận thấy tình thế cấp bách, tôi liền gọi điện ngay cho đồng nghiệp trực ban ga Văn Điển để báo sự cố, nhưng không liên lạc được. Tình thế nguy hiểm đang đến gần, không thể chậm trễ thêm nữa. Tôi tức tốc chạy xe máy đến trạm gác chắn gần đó, cách đó 700m, để cấp báo cho trực ban ga Văn Điển có biện pháp dừng tàu SS6 tại ga Thường Tín. Nhận được tin, các trực ban thông báo lái tàu và khẩn cấp dừng đoàn tàu trên. Sau khi thông báo xong, tôi khẩn trương quay trở lại nơi có sự cố cùng mọi người giúp tài xế container thoát khỏi mắc kẹt và hỗ trợ phân luồng giao thông, tránh ùn tắc kéo dài. Việc làm kịp thời của tôi giúp tránh được tai nạn thảm khốc giữa đoàn tàu với chiếc xe container vắt ngang đường sắt và các phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi được ban giám đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Hải kịp thời động viên khen thưởng. Tiếp sau đó, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty cũng đã trao giấy khen cho cá nhân tôi. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo các cấp, các ngành đã quan tâm, động viên, và tôi cùng các đồng nghiệp cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì mình đã đóng góp một phần trí tuệ và sức lực giúp ngăn chặn được các thiệt hại khôn lường về người và của khi dừng được đoàn tàu SS6 và giải thoát cho chiếc xe container ngày hôm đó. Với truyền thống gia đình và lương tâm nghề nghiệp, trách nhiệm của một công dân thủ đô, tôi đã cố gắng hết sức để xử lý vụ việc trên tốt nhất trong khả năng của mình, cũng như bao lớp chú, bác, anh em trong ngành đường sắt, trong mọi miền Tổ quốc. Tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình là giúp cho các chuyến tàu cũng như sự lưu thông của nhân dân qua các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ngày hôm nay, tôi rất vinh dự và xúc động vì được Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận và tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt, được đại diện cho nhiều cá nhân người tốt, việc tốt phát biểu tham luận tại hội nghị trọng thể này. Trong thâm tâm, tôi luôn cảm nhận và thấy rằng trong xã hội chúng ta, có rất nhiều người trong chúng ta đã và đang âm thầm đóng góp nhiều việc làm tốt đẹp có ích cho xã hội. Thậm chí, có những người đã hy sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình để giúp cho xã hội bình yên, tốt đẹp hơn. Việc làm của tôi và của nhiều cá nhân tốt, người tốt việc tốt khác, tuy nhỏ bé nhưng cũng đã đóng góp được một phần nào đó cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tự nhủ sẽ luôn phấn đấu nhiều hơn nữa trong công việc và trong cuộc sống bằng nhiệt huyết và trách nhiệm để xây dựng xã hội, xây dựng thủ đô tốt đẹp hơn, và để sống có ý nghĩa với tuổi trẻ của chính mình. Trước khi dừng lời,
Tôi xin trân trọng cảm ơn hội nghị đã lắng nghe và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu. Trân trọng cảm ơn anh Trần Hoàng Tùng. Kính thưa quý vị đại biểu, ghi nhận những công hiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo thành phố cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng huân chương cho 5 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Phùng Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố lên công bố quyết định và điều hành nội dung trao thưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội, kính thưa toàn thể hội nghị, thực hiện sự ủy nhiệm của cơ quan thi đua khen thưởng trung ương, tôi xin phép được điều hành nghi lễ trao thưởng cấp nhà nước cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua. Trước khi công bố quyết định tặng thưởng huân chương của Chủ tịch nước, xin trân trọng kính mời các đồng chí có tên sau lên vị trí danh dự để đón nghe quyết định và đón nhận huân chương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thế Thảo, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. 2. Đồng chí Nguyễn Trọng Dực, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. 3. Đồng chí Đào Văn Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. 4. Đồng chí Hồ Quang Lợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Bác Thảo ra lên bác Dực. Sau đây tôi xin công bố toàn văn quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước số 1739 ngày 17 tháng 8 năm 2016 quyết định về việc tặng thưởng huân chương. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho đồng chí Nguyễn Thế Thảo, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3 cho đồng chí Trần Trọng Dực, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 2. Tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho hai đồng chí. 1. Đồng chí Đào Văn Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Đồng chí Hồ Quang Lợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao tặng huân chương cho các cá nhân. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy và nhân liền chúc mừng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã được tặng thưởng huân chương. Kính thưa quý vị đại biểu, nghi lễ trao thưởng cấp nhà nước đã hoàn thành. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu. Kính thưa quý vị, từ đầu tháng 8 tới nay, các đơn vị thuộc thành phố đã tổ chức biểu dương hàng chục ngàn gương người tốt việc tốt, đồng thời đề nghị thành phố khen thưởng cho 961 gương người tốt việc tốt tiêu biểu là những cán bộ cơ sở và người lao động trực tiếp xuất sắc nhất của các địa phương và các đơn vị. Danh sách người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2016 được các báo của thành phố đăng tải ngày hôm nay và các đại biểu người tốt việc tốt cùng với 54 công dân thủ đô ưu tú được vinh danh từ năm 2010 tới năm 2015 cũng đã về dự đông đủ tại hội trường hôm nay và đề nghị hội nghị của chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu người tốt việc tốt tiêu biểu thành phố năm 2016. Kính thưa quý vị, đặc biệt vào ngày 5 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 5551 QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú cho 9 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng công bố danh sách và kính mời 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2016 lên vị trí danh dự để đón nhận danh hiệu vinh dự của thành phố. Xin được trân trọng kính mời ông Đinh Quang Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Dịch vụ Thương mại Ladoza, Chủ tịch Hội Da giày thành phố Hà Nội, người luôn trăn trở tâm huyết với việc khôi phục, phát triển nghề may da truyền thống của quê hương cùng những cố gắng trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Xin trân trọng kính mời nghệ nhân Trần Văn Độ, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, người luôn tâm niệm với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghề gốm sứ truyền thống của quê hương Bát Tràng, cùng nhiều hoạt động góp phần giới thiệu và quảng bá lịch sử văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Xin trân trọng kính mời bà Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội Người Mù quận Đống Đa, là tấm gương tiêu biểu về nghị lực sống bằng niềm tin và sự nỗ lực đáng khâm phục. Bà đã tìm lại ánh sáng cho cuộc đời mình với những thành tích mà người bình thường cũng không dễ gì đạt được. Bằng trái tim luôn yêu thương sẻ chia đã giúp những người cùng cảnh ngộ vươn lên sống có ích cho bản thân và cho toàn xã hội. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, người được mệnh danh là Hiệp sĩ đường phố, là khắc tinh của các loại tội phạm. 15 năm gắn bó với công việc, biết bao lần đối mặt với hiểm nguy, nhưng bằng nhiệt huyết và nỗ lực không mệt mỏi, người cựu chiến binh tiếp tục đóng góp công sức trên mặt trận, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Long, hội viên Hội Nông dân xã Tân Ước, chủ nhiệm Hợp tác xã Hoàng Long, huyện Thanh Oai, một tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông đã phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi công nghiệp xa khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo nguồn cung cấp thực phẩm sạch và an toàn cho người sử dụng. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội với những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, trong đó có nhiều tác phẩm tâm huyết có giá trị dành cho thủ đô Hà Nội. Xin trân trọng kính mời bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, người cán bộ cơ sở miệt mài thầm lặng gần 20 năm tận tụy làm tròn trách nhiệm của người tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ cùng nhiều hoạt động phát triển phong trào khuyến học của địa phương. Bà được bà con nhân dân rất tin yêu và mến phục. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, tấm gương tiêu biểu về tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến tâm huyết và trí tuệ cho sự phát triển của ngành y tế thủ đô. Ông đã cùng với tập thể y bác sĩ xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành một trong số ít các trung tâm tim mạch hoàn chỉnh tại Việt Nam. Trân trọng kính mời Đại tá nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Nguyễn Siêu. Bằng tình yêu, niềm tâm huyết với nghề giáo dục, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông đã xây dựng và phát triển thành công mô hình trường dân lập Nguyễn Siêu, trở thành một điểm sáng luôn đi đầu trong các hoạt động giáo dục đào tạo của thủ đô. Vâng, kính thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này là 9 gương mặt công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Đề nghị hội nghị chúng ta hãy nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội,
Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố trao huy hiệu và bằng công nhận cho 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dịch vụ Thương mại Ladoda. Xin chúc mừng nghệ nhân Trần Văn Đổ, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Và xin được chúc mừng bà Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội Người Mù, quận Đống Đa, tấm gương tiêu biểu về nghị lực sống, niềm tin và sự cố gắng đáng khâm phục. Chúc mừng ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, người được mệnh danh là hiệp sĩ đường phố, khắc tinh của các loại tội phạm. Xin được chúc mừng ông Nguyễn Trọng Long, hội viên Hội nông dân xã Tân Ước, chủ nhiệm hợp tác xã Hoàng Long, huyện Thanh Oai, một tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Xin được chúc mừng nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Xin được chúc mừng bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, người cán bộ cơ sở miệt mài thầm lặng gần 20 năm tận tụy làm trọn trách nhiệm của người tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ cùng nhiều hoạt động phát triển phong trào khuyến học của địa phương. Xin được chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, tấm gương tiêu biểu về tinh thần lao động, sáng tạo, cống hiến tâm huyết và trí tuệ cho sự phát triển của ngành y tế thủ đô. Xin được chúc mừng đại tá nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Nguyễn Siêu. Bằng tình yêu, niềm tâm huyết với nghề giáo dục, tinh thần dám nghĩ dám làm, ông đã xây dựng và phát triển thành công mô hình trường dân lập Nguyễn Siêu, trở thành một điểm sáng luôn đi đầu trong các hoạt động giáo dục đào tạo của thủ đô. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng với 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, và một lần nữa xin được chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2016. Bye.
Kính thưa quý vị đại biểu, hội nghị biểu dương người tốt việc tốt tiêu biểu vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2016 xin phép được khép lại tại đây. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội, những tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu và công dân thủ đô ưu tú năm 2016 cùng toàn thể quý vị đại biểu đã về tham dự hội nghị. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những hội nghị biểu dương năm sau.